Như các anh chị cũng biết rồi, thông tin trọng yếu nhất của chúng ta thì nó liên quan tới vấn đề về việc dịch bệnh COVID nó xuất hiện lây nhiễm cộng đồng trở lại Việt Nam. Và chính cái điều đó nó dẫn đến việc là thị trường của chúng ta cũng khá là kém ở trong tuần vừa rồi. Tính chung cả tuần thì VN-Index giảm mạnh hết các anh chị, giảm khoảng 4,9%. Cái mức giảm này thì nó mạnh hơn hẳn so với lại cái mức chung giảm của khu vực cũng như là của trong cái phần so sánh của chúng ta dưới này. Nếu mà xét trong khu vực Đông Nam Á thì chúng ta thấy rằng là phần lớn các thị trường Đông Nam Á trong tuần rồi cũng giảm, nhưng mà cái mức giảm nó chỉ loanh quanh ở mức khoảng 1% thôi, thậm chí là Indo thì ghi nhận mức tăng nhẹ 0,1%. Vì vậy cho nên là cái mức giảm 4,9% tại thị trường Việt Nam á, nó thuộc vào cái dạng gọi là rất là cá biệt ở trong cái tuần vừa rồi. Và như chúng ta cũng biết với nhau đó là cái mức giảm này thì nó chủ yếu được tạo ra bởi cái phiên nó được ảnh hưởng trọng yếu nhất là đến từ cái phiên ngày thứ sáu, khi mà những cái thông tin về dịch bệnh COVID-19 nó bùng phát trở lại, nó có những cái dấu hiệu lây nhiễm cộng đồng trở lại ở Đà Nẵng. Rồi thì đó là về cái điểm số chung. Như vậy thì một cái lưu ý đầu tiên đó là chúng ta đang có một cái tuần, chúng ta vừa mới có một cái tuần mà thị trường Việt Nam giảm sâu hơn hẳn so với lại cái mức chung của khu vực. Đi vào cái phần đóng góp cho điểm tăng điểm giảm thì do cái việc tuần vừa rồi, đặc biệt là phiên ngày thứ sáu, nó giảm một cách gần như là đại trà, cho nên rằng là tất nhiên những cái mã mà vốn hóa càng cao thì cái mức độ ảnh hưởng vào cái chiều giảm của chỉ số VN-Index sẽ càng nhiều. Trong đó có thể kể đến đây như là Vinhome, BIDV, Vic, Vinamilk, Sapeco, Gas đều là những cái mã vốn hóa cao ở trên thị trường. Và tất nhiên khi mà toàn bộ thị trường đều giảm hết, đặc biệt ở trong phiên ngày thứ sáu, thì đây cũng chính là những cái mã mà sẽ đóng vào trong cái điểm giảm của thị trường nhiều nhất. Ở chiều tăng thì cá biệt nhất có lẽ chỉ có một mình Vinri thôi. Vinri thì như chúng ta cũng biết với nhau đó là trước cái phiên ngày thứ sáu thì Vinri với một vài cái thông tin đồn thêm về một vài cái thông tin chưa kiểm chứng được về những cái sự kiện có thể xảy ra, thì Vinri đã tăng khá là tốt ở trong giai đoạn trước đó. Và tất nhiên đối mặt với một cái phiên ngày thứ sáu rất là khó khăn thì Vinri cũng giảm, nhưng mà cái mức giảm của cổ phiếu này thì nó cũng ít hơn hẳn so với lại những cái cổ phiếu khác. Và từ cái chỗ đó dẫn đến cái việc rằng là nó là cái cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào cái chiều tăng điểm của thị trường trong cái tuần vừa rồi. Ok, trong tuần qua thì nếu mà nhìn theo kiểu gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ thấy nó khá là tiêu cực. Cụ thể đây, nếu mà chúng ta nhìn theo nhóm ngành, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là với cái kết quả giảm trọng yếu của phiên ngày thứ sáu thì phần lớn 100% các nhóm ngành mà chúng ta theo dõi đều giảm ở đây. Tuy nhiên thì cũng có chia ra các anh chị, những cái nhóm ngành mà nó giảm thuộc vào loại gọi là mạnh hoàn toàn hơn hẳn so với lại mức chung của thị trường luôn, thì có chứng khoán này, có bảo hiểm này, có dệt may và thủy sản. Trong đó cái nhóm chứng khoán là cái nhóm mà ở trong tuần trước đó nữa thì đã tăng mạnh vào lại mạnh nhất. Vì vậy cho nên rằng có lẽ là khi mà những cái thông tin xấu nó được đưa ra một cách bất ngờ thì cái nhu cầu chốt lời ở những cái nhóm ngành mà nó đã tăng mạnh nó ở một cái mức độ quyết liệt hơn so với lại những cái nhóm ngành còn lại. Ngược lại thì chúng ta có hai nhóm ngành có vẻ như là giảm ít hơn một chút so với lại giảm ít hơn so với lại cái mức của thị trường, bao gồm dược, logistics và kể cả bất động sản cũng giảm ít hơn một chút so với lại cái mức giảm 49% của VN-Index. Tuần qua thì cũng có một cái lưu ý đó là khối ngoại thì họ vẫn tiếp tục duy trì bán ròng các anh chị, và cái giá trị bán ròng của khối ngoại thì nó tăng trở lại so với lại cái tuần liền trước. Nếu như ở tuần liền trước khối ngoại bán ròng chỉ có 274 tỷ thôi, thì ở tuần này khối ngoại đã gia tăng trở lại cái mức bán ròng lên mức 516 tỷ rồi, có nghĩa là tăng gần gấp đôi so với lại cái mức ở tuần trước đó. Và cũng như nhiều lần có nói đó, ở trong cái đồ thị của chúng ta thì chúng ta có một cái cột mua ròng rất là mạnh ở trong một cái tuần từ 15 đến 19 tháng 6 đó. Tuy nhiên thì cái này thì nó liên quan đến cái giao dịch thỏa thuận mua của nước ngoài tại Vinhome. Và nếu mà bỏ cái đó ra thì có lẽ là trong xuyên suốt từ sau Tết đến giờ, khối ngoại họ vẫn nghiêng về cái chiều hướng bán ròng. Chỉ có điều rằng là cái cường độ bán ròng từ giai đoạn khoảng tầm giữa tháng 5 trở đi ấy, thì nó yếu hơn so với lại giai đoạn trước. Tuy nhiên thì trong khoảng 3 tuần trở lại đây, nếu mà các anh chị để ý, các anh chị sẽ thấy rằng là cái giá trị bán ròng ở khối ngoại nó cũng có vẻ như là nó có tăng lên thêm so với lại cái giai đoạn gần như là đi ngang trước đây. Về chi tiết breakdown ra về cái giao dịch mua bán của khối ngoại ấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là ở cái chiều mà bán mạnh nhất có thể kể đến như là Hòa Phát bị bán gần 200 tỷ, Vinamilk bị bán gần 122 tỷ, Đất Xanh bị bán 112 tỷ và Vinhome bị bán 73 tỷ. Đó là những cái cổ phiếu mà bị bán ròng mạnh ở trong tuần vừa rồi đối với khối ngoại. Còn đối với lại chiều mua thì Vinri, một lần nữa Vinri cũng là một cổ phiếu được khối ngoại mua rất là tốt ở trong tuần vừa rồi.
với cái giá trị mua ròng là khoảng gần 88 tỷ, kế đó là Vietcombank 64 tỷ, Nam Long và chứng chỉ quỹ của Philip cũng được mua ròng ở mức trên 50 tỷ. Thì đó là những cái breakdown ra về mua bán. Lần này thì chúng ta thấy rằng là cái chiều bán nó có vẻ bắt đầu nó chiếm ưu thế hơn ở trong cái việc top 10 mua và top 10 bán trên đồ thị của chúng ta đây. Đối với tự doanh thì sao? Tự doanh thì vẫn duy trì tuần lễ thứ ba tiếp tục mua ròng nhẹ, tuy nhiên thì cái giá trị mua ròng nó cũng có giảm hơn thêm so với lại cái 2 tuần trước. Nếu ở 2 tuần trước thì cái giá trị mua ròng nó vẫn được trên 50 tỷ thì ở cái tuần này cái giá trị mua ròng nó chỉ còn khoảng 38 tỷ thôi. Từ đầu năm đến giờ thì khối tự doanh công ty chứng khoán vẫn đang nghiêng về cái hướng bán ròng các anh chị, với cái giá trị là 2.275 tỷ. Và đây là cái chi tiết về mua bán ròng. Thì nếu mà xét ở cái chiều mua trước đi thì chúng ta thấy rằng là mua nhiều nhất là chứng chỉ quỹ của VN30 84 tỷ. Như vậy nếu mà bỏ cái chứng chỉ quỹ, bỏ bỏ cái hoạt động mua chứng chỉ quỹ này ra thì có lẽ là tự doanh với chứng khoán đã chuyển qua cái hướng bán ròng ở trong tuần vừa rồi rồi. CII, Sacombank, VPBank là những cái mã tiếp theo được mua ròng mạnh đối với lại nhóm tự doanh với cái giá trị lần lượt là 41 tỷ, 21 tỷ và 11 tỷ. Còn ở cái chiều bán ròng thì chúng ta thấy rằng là có SSI là bị bán ròng cá biệt nhất với cái giá trị bán ròng lên tới mức khoảng 62 tỷ, nó cách hoàn toàn xa so với lại cái nhóm còn lại. Finlit bị bán ròng khoảng 51 tỷ, còn lại thì nói chung bán ròng cũng nhẹ nhẹ thôi, khoảng 13 tỷ cho Hòa Phát, 8 tỷ cho Vinamilk. Các quỹ ETF trong tuần rồi thì vẫn tiếp tục là một cái tuần thuận lợi đối với lại cái nhóm hoán đổi danh mục các anh chị, vì có lẽ là những cái thông tin xấu thì nó chỉ diễn ra vào giai đoạn phiên ngày thứ sáu thôi. Trong cả tuần vừa rồi thì các cái quỹ hoán đổi danh mục ETF vẫn ghi nhận hút ròng thêm thành công được khá là tốt, đặc biệt là cái nhóm ETF cũ, trong đó thì tổng cộng lại hết thì hút ròng thêm được khoảng đâu đó 313 tỷ. Và cái nhóm mà Lâm hay gọi là nhóm ETF cũ bao gồm VanEck, FTSE và VN30 thì là những cái ETF đã hút tiền tốt ở trong tuần rồi và cũng như là ở tuần trước đó nữa, nếu mà các anh chị còn nhớ. Thì dẫn đầu đó là VanEck với cái mức mua ròng, với cái mức hút ròng tiền thêm được vào khoảng 134 tỷ. VN30 với cái mức hút ròng thêm được khoảng 102 tỷ. Kế đó nữa thì là một quỹ ETF mới, đó là Philips thì cũng hút ròng được thêm khoảng 50 tỷ các anh chị. Và FTSE thì hút ròng được thêm khoảng 26 tỷ. Và trong tuần này thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải nói nhiều về vấn đề Covid rồi. Thế giới thì vẫn đang rất là khó khăn, đó là cái chuyện chúng ta đã biết rồi. Tuy nhiên thì đối với Việt Nam chúng ta thì ngày thứ sáu vừa rồi đánh dấu một cái cột mốc cũng có thể là phức tạp hơn, khi mà Việt Nam đã bắt đầu ghi nhận trở lại về vấn đề lây nhiễm cộng đồng với một bệnh nhân đầu tiên sau 99 ngày không có xuất hiện lây nhiễm cộng đồng, các anh chị, bệnh nhân 416. Cũng cần nói thêm rằng là Việt Nam trước đó là một trong những cái số ít các quốc gia cũng đã rất là thành công trong cái việc thực hiện giãn cách xã hội và khống chế được dịch ở một cái giai đoạn khá là dài không xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên thì rõ ràng trong một cái bối cảnh mà thế giới cũng như là khu vực vẫn đang phải chịu cái tình hình dịch bệnh rất là phức tạp, cộng với đó là cái tình trạng về người nhập cảnh trái phép và trốn cách ly nó xuất hiện và bắt đầu được nói đến nhiều ở trong khoảng vài tuần trở lại đây, thì cái việc xuất hiện lại lây nhiễm cộng đồng cũng là cái việc mà một cái rủi ro mà cần phải lường trước, và bây giờ thì nó cũng đã xuất hiện ra rồi. Tình trạng của cái giai đoạn một vài ngày vừa qua thì nó cũng cho thấy rằng là cái sự quyết liệt của chính phủ cũng đang được thực hiện rất là tốt. Tuy nhiên thì cái dấu hiệu lây nhiễm cộng đồng thì nó vẫn đang ở trong cái giai đoạn gọi là tìm kiếm ra thêm những cái người bị lây nhiễm, và đến tối ngày hôm qua thì ngoài cái bệnh nhân 416 là bệnh nhân mới sau 99 ngày không có xuất hiện lây nhiễm cộng đồng á, thì chúng ta đã có thêm 4 người nữa cũng đã phát hiện dương tính với lại Covid-19 rồi. Và tất nhiên thì cũng rất là mong rằng là những cái biện pháp về mặt kiểm soát dịch bệnh ở trong những cái ngày tới đây thì nó sẽ giúp khống chế nhanh cái tình hình lây nhiễm trong cộng đồng như là những lần trước mà chúng ta đã thực hiện rất là thành công. Đối với lại tình hình của thế giới thì điểm có một chút vẫn là những cái thông số cũng không có gì mới lắm. Thứ nhất, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục là cái quốc gia mà đang có cái số ca lây nhiễm COVID-19 vào loại cao nhất hiện tại bây giờ, và cái tốc độ tăng ở trong tuần vừa qua là 12,7%, có nghĩa rằng là trong một tuần thì cái số người nhiễm COVID-19 tại Hoa Kỳ tăng thêm khoảng gần 13%. Như chúng ta cũng thấy ở đây thì cái đồ thị về số ca nhiễm mới tại Hoa Kỳ nó vẫn đang đi theo một cái chiều dốc lên. Tất nhiên có thể cái gia tốc tăng thì nó đang bắt đầu nó giảm dần và nó chuyển dần sang cái hướng flat đi ngang, nhưng mà vẫn còn quá sớm để mà nói rằng là cái diễn biến
tình hình dịch bệnh tại Hoa Kỳ nó đã gọi là có đỉnh và đã gọi là ở một cái mức nó cân bằng hơn, thì rõ ràng là vẫn còn rất là sớm để nói về cái chuyện này các anh chị. Ở một số quốc gia khác, ví dụ như là Ấn Độ thì cũng đang ghi nhận những cái dấu hiệu nặng hơn của tình hình dịch bệnh. Ấn Độ trong tuần qua thì thậm chí là ghi nhận cái số lượng cái tốc độ tăng lên tới mức là 33,2% so với lại cái tuần liền trước, một cái tốc độ tăng phải nói rằng là rất là khủng khiếp các anh chị. Và hiện tại bây giờ thì Ấn Độ cũng đã chuyển thành cái quốc gia có số ca lây nhiễm cao thứ ba trên toàn thế giới rồi, chỉ sau có mỗi Hoa Kỳ và Brazil thôi. Đây là cái đồ thị tăng lên của Ấn Độ, các anh chị thấy cái độ dốc của nó cũng như là cái mức độ cực đoan của nó thì hơn hẳn so với lại cái mức trong khoảng vài ngày trở lại đây hay là một tuần đổ lại đây của Mỹ. Rồi thì đó là về cái tình hình dịch bệnh, chúng ta cũng đi nhanh thôi. Về technical thì đối với lại technical thì như chúng ta cũng biết rằng là cái tình hình dịch bệnh bắt đầu xuất hiện lây nhiễm cộng đồng trở lại vào ngày thứ sáu á, nó đã tác động rất là mạnh lên trên cái giao dịch của thị trường ở trong phiên đó, và đồng thời với đó thì nó dẫn đến cái trạng thái kỹ thuật của chỉ số VN-Index cũng trở nên xấu đi một cách đột ngột hơn chỉ sau một phiên ngày thứ sáu. Như chúng ta dòm lên trên đồ thị ở đây, chúng ta cũng sẽ thấy rằng là với cái kết quả đóng cửa phiên ngày thứ sáu thì chỉ số VN-Index một lần nữa xâm phạm trở lại cái khu vực EMA50, giống như là lần trước ở vào giai đoạn khoảng cuối tháng 6 thì cũng đã có một lần này xảy ra. Tất nhiên nếu mà quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng là cái mức độ mà gọi là hồi phục từ cái mức thấp nhất trong ngày á, nó cũng 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 diễn ra tương đối á, chứ không phải là quá yếu. Tuy nhiên thì rõ ràng nói gì thì nói, cái trạng thái kỹ thuật hiện tại bây giờ nó cũng đang cho thấy cái dấu hiệu rủi ro hơn khá nhiều so với lại cái giai đoạn chỉ trước đó một vài ngày thôi. Hiện tại bây giờ thì cái vùng support, cái vùng hỗ trợ gần nhất đối với lại chỉ số nó nằm ở khu vực 820 điểm, có nghĩa là ở cái khu vực đáy liền trước được tạo ra vào giai đoạn cuối tháng 6 đầu tháng 7, thì cũng rất là mong là chỉ số VN-Index có thể giữ được cái khu vực này, bởi vì nếu không, bởi vì nếu mà giữ được á thì cái trạng thái của chỉ số VN-Index có thể chuyển sang một cái giai đoạn nó gọi là tích lũy ở trong một cái biên độ ngang từ vùng 820 đến khoảng 850 điểm trước khi mà gọi là lựa chọn một cái xu hướng nó rõ ràng hơn. Còn nếu như trong trường hợp chỉ số VN-Index không thể giữ được cái vùng 820 này và thiết lập ra một đáy liền sau thấp hơn, và đồng thời với đó thì cái việc mà xâm phạm vào khu vực EMA50 nó cũng trở nên được xác nhận rõ nét, thì với tất cả những cái điều đó thì cái trạng thái kỹ thuật nó sẽ được xác nhận rằng là chỉ số VN-Index nằm trong một cái xu hướng giảm, và khi đó thì có thể rằng là cái vùng cân bằng mới nó sẽ nằm ở những cái mức thấp hơn khá nhiều so với lại cái giai đoạn hiện tại bây giờ, có thể là nó rơi về khu vực khoảng 750 điểm chẳng hạn, hoặc là 760 điểm gì đó. Thì đó là về cái trạng thái chung của kỹ thuật. Nói chung nhìn lại thì tổng kết cho tuần này thì khi mà cái rủi ro hệ thống đang một lần nữa tăng lên trở lại từ vấn đề dịch bệnh Covid nó lây lan trong cộng đồng, thì cái trạng thái kỹ thuật cũng như là cái diễn biến trên thị trường trong ngày thứ sáu nó đã cho thấy rằng là cái triển vọng của thị trường nó một lần nữa có thể là nó sẽ rơi vào trạng thái tiêu cực hơn. Vì vậy nhà đầu tư có lẽ là cũng cần phải thực hiện một cái mức độ phòng thủ cao hơn ở trong giai đoạn hiện tại bây giờ, với một cái tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và cái tỷ trọng tiền mặt ở mức cao hơn từ cái mức trung bình trước đó mà chúng ta nói với nhau. Ok, thì đó là về cái điểm qua về thị trường ở trong cái giai đoạn vừa rồi. Có lẽ là Lâm sẽ nhường lời lại cho chị Tuyền để mà nói về một cái topic. Chị Tuyền ơi, chị Tuyền có online chưa? Chị Tuyền ơi. Chị Tuyền ơi. Mọi người đợi chị Tuyền tiếng, chị Tuyền em mọi người. Lâm không liên lạc được với chị Tuyền nên thôi chắc là chúng ta stop cái buổi hôm nay ở đây các anh chị, rất là sorry các anh chị ạ.